Rồi, xin chào các bạn, mình là Cán Chris và bên cạnh mình là MC Thành Trung, người đã xuất hiện ở trong vlog thứ hai của mình. Một anh đội trưởng rất là mẫu mực. Chào anh Trung, anh chào đã xem cảm xúc của anh như nào sau khi mà xem cái vlog của em? Anh phải nói thật sự là cũng giống như cái việc mà làm bình luận thể thao ấy. Được. Thì phải là những người biết chơi bóng, phải là những người thường xuyên chạy trên sân bóng thì mới có thể hiểu và nói cho những người yêu bóng đá thấy được cái sự thích thú. Và tôi cảm thấy cũng rất là vui, rất là bất ngờ, mặc dù biết Cán thì khá lâu rồi, cũng là một biên tập viên của thể thao VTV. Thế nhưng mà khi mà bạn ấy rất là dũng cảm để làm mang cái kiến thức của mình cũng như trải nghiệm của mình dành cho tất cả các bạn, những người yêu bóng đá phủi, thì tôi rất là vui và lại hạnh phúc hơn nữa khi tôi lại được xuất hiện trong vlog của bạn ấy. Ok, hết phần anh khen em, bây giờ đến em khen anh. Được biết là giờ này hôm qua thì anh vẫn còn đang ở Sài Gòn và chiều hôm nay thì anh vừa đặt cái chuyến bay về đến Hà Nội và ra sân ngay lập tức. Tại sao một cái người mà tham gia showbiz rất là bận rộn như anh lại có cái niềm đam mê đam bóng đá đến thế ạ? Đúng là sáng 5 giờ sáng ngày hôm qua tôi vẫn đang ngồi ở hàng nhậu về hè tại Sài Gòn. Ai nói thế? Bởi vì tôi quay những số cuối cùng của Quý Ông Đại Chiến và chúng tôi họp ekip liên hoan. Chúng tôi ngồi từ 1 rưỡi sáng đến 5 giờ sáng. Tôi cũng đã kịp ngủ một chút rồi bay ra đây và về chơi với các con được một lúc và ra sân. Thực ra mà nói thì bóng đá đối với tôi đó là một niềm đam mê rất là lớn, bởi vì nó đã gắn bó với tôi, bóng đá phủi. Từ khi tôi 8-9 tuổi đã đi theo anh trai của mình ra công viên Lenin để xem những cái danh thủ hồi đó khi mà họ tập chuyên nghiệp về, họ đá sân Côn Tôm, đá đổ gạch, đá vào cột đèn của công viên Lenin. Và tôi cũng trưởng thành từ đấy, khoảng tầm 14-15 tuổi là tôi được đá với các chú các anh rồi. Và có một cái điều rất là đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều sân bóng, nhưng cái không khí thì không bao giờ bằng với Hà Nội. Đấy là quan điểm của riêng tôi, bởi cái sự máu lửa, bởi cái sự ăn thua và đôi khi là bởi một cái sự có tổ chức. Bởi vì ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều đội bóng rất hay, nhưng mà cái hay đó nó rất là ít, không như ở ngoài Bắc của chúng ta. Ngoài Bắc của chúng ta một đội bóng mà đã thành lập ra, quần áo phải đầy đủ, phải giày dép và thi đấu, đôi khi tiền sân chỉ là 100-200 nghìn thôi mà cứ như là vô địch World Cup ấy. Và chính cái không khí đấy làm cho chúng ta cảm thấy phải nỗ lực hơn, phải cố gắng hơn. Và tôi ra đây đá trận bóng này và ngày kia tôi lại bay vào Sài Gòn lại làm việc tiếp. Đó, đôi khi nói không ngoa là tôi bay 2.000 cây số để đá bóng rồi bay 2.000 cây số lại quay trở lại với công việc. Vâng, thưa các bạn, phải nói rằng MC Thành Trung là một trong những cái người mà hoạt động trong showbiz và có cái đời sống bóng đá gọi là sôi động nhất, và thực sự là anh ấy rất là đam mê. MC Thành Trung thì nổi tiếng với cái vai trò là dẫn dắt chương trình Quý Ông Đại Chiến. Thì hôm nay anh Thành Trung sẽ cầm một đội bóng, mình sẽ cầm một đội bóng và sẽ thi đấu với nhau trong game coi như là Quý Ông Đại Chiến ngoài sân cỏ đi. Quý Ông đối đầu. Quý Ông đối đầu. Nếu mà đội nào thua, em ra một cái kèo này được không? Được, em ra kèo. Bên nào thua thì em hoặc anh sẽ phải cõng cái người thắng một vòng quanh sân này. Được không? Đồng ý. Ok. Đồng ý. Ok. Yeah. Yeah. Rồi, nói chuyện nhiều quá, hy vọng là khán giả chưa click đúp vào màn hình để tua. Cho mình xin vài giây chụp choẹt tấm hình màu mè tí nhá. Đá giao hữu thôi nhưng mọi thứ phải tươm tất chỉn chu nhờ. À, đội mình hôm nay có cả sếp Đỗ Hùng Dũng, nhưng tất nhiên hàng xịn phải em đã. Các bạn chắc đã nghe qua khái niệm vừa đá bóng vừa thổi còi rồi đúng không? Hôm nay mình vừa đá bóng vừa bình luận cho các bạn nghe nhá. Như thường lệ thì highlight trận đấu sẽ bắt đầu với màn trình diễn vô cùng vui mắt của mình. Uầy uầy uầy, các bạn hoa mắt chưa? Mình không chỉ biết dê đâu nhá, biết cả sút đấy. Hơi nhỏ tí, cơ mà các bạn thấy động tác đẹp không? Còn đây là skill mới luyện này. Mình biết các bạn đang nghĩ gì đấy nhá. Nóng mắt lắm rồi phải không? Làm đối thủ của mình trước khi khởi động là phải thiền 30 phút đấy, không là máu dồn lên não. Nhưng không phải chỉ màu mè mà không hiệu quả đâu nhá. Xem bàn thắng này đi. Nhớ nhé, luôn phải quan sát, để ý xem là camera đặt chỗ nào để ăn mừng cho thật phong cách. Tả thêm về bàn thắng này, đây là một bài khá hay. Khi hậu vệ biên giữ bóng thì hãy chờ vài nhịp rồi chạy vào khe. Cơ hội rõ rệt, cơ mà cũng phải hay như mình mới ghi được đấy. Wow. Xem đến đây thì chắc các bạn lại đang nghĩ, đối lởm nên ông mới đá được như thế đúng không? Xem nhá, đội đỏ không vừa tí nào đâu. Quả này ông thủ môn mà không hay là teo rồi. Nhưng cũng chả mấy mà đội bạn gỡ hòa,
Người vừa có pha vẩy bóng điệu nghệ như Bebatov vừa rồi là anh Bin, một trong những dị nhân lão làng bóng đá phủi Hà Nội đấy các bạn ạ. Không lâu sau bàn quân mình tỷ số thì MC Thành Trung và các đồng đội có bàn thắng thứ hai để vươn lên dẫn trước. Phải nói rằng đây là một bàn thắng đẹp, có cả yếu tố đồng đội lẫn sự xuất sắc của cá nhân. Hết hiệp 1 tỷ số là 1-2, đến lúc tung quân bài chiến thuật vào rồi. Chip ơi, cố nhá, Trần Anh Đào không cõng được ông Trung Hải đâu. Quả nhiên Dũng chip vào sân làm tinh thần toàn đội lên cao, cách biệt sớm được san bằng với một cú sút khá rùa của Tài Ba Lô. Mình vẫn trung thành với lối chơi bóng một mình, có lẽ vì thế mà chả đồng đội nào nó thèm phối hợp. Shit, quả này đáng ra phải truyền cho Cán Quýt chứ. Các bạn định nói thế đúng không? Nó mà truyền thì đã không phải là van vớ vẩn rồi. Nhưng mà quả trích mũi cũng hay đấy chứ nhở. Dũng chip có một số cơ hội ăn bàn, nhưng hình như vẫn chưa bén duyên. Trong khi đó thì một đứa khác chuyên ăn hôi ở khung thành. Giá như nó tán gái nhạy như cách nó ghi bàn như thế này thì tốt. Các bạn đừng hiểu lầm mình lau giày cho nó. Mình chỉ muốn nhấn mạnh là hôm nay để nó ra sân, mình phải mua tặng một đôi Mizuno đấy. Tiếp đà hưng phấn thì đội mình có thêm bàn thắng thứ tư, vẫn là Tài Ba Lô độc diễn. À, mình nói thêm anh bạn này quê Thái Bình, ăn tập cùng và là đội trưởng của Đoàn Văn Hậu. Nhưng do các tuyển trạch viên đánh giá sai về chiều cao phát triển, nên giờ một đứa Hà Lan, đứa còn lại thì ở nhà bán giày. Kịch tính được đẩy lên cao hơn khi đội đỏ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Nhưng pha làm bàn đó thì vô tình chạm vào tự ái của Dũng Chip, một cầu thủ vốn rất điềm đạm. Anh bắt đầu tung những cú sút theo kiểu cục súc. Và sau đó thừa lúc đối phương coi thường tầm vóc thì dở vũ khí sân 11 ra, đánh đầu tung lưới. Đi em mừng đi! Lên TV em ơi! Tao chỉ cười thôi! Tao bắt mừng đi chứ! Lên TV em cười! Kết quả của trận đấu được ấn định ở những phút cuối. Mai Tuấn Linh hôm trước ở Vlog số 4 mình chót nói nó ra sân chỉ nhằm xỏ háng đối thủ. Nay nó quyết tâm ghi bàn cho mình xem. Vâng, bàn thắng rất đẹp. Chúc mừng Linh. Nhưng sau đá bóng giãn cơ mặt với cả lòng cơ tay ra nhá. Các bạn thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh cho mình nha. Giờ đến phần thực hiện giao kèo ban đầu với anh Trung rồi. Rồi, như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 6-3. Và trận đấu này phản ánh một điều, đó là đội bóng của Cán Quýt là đi 20 người nhưng chủ yếu là cổ động viên chỉ có 8 người thôi, nhất quyết không thay người. Còn đội của tôi là có 20 người ai cũng được đá bóng, còn bên này 20 người chỉ có 8 người đá thôi. Thế thua thì phải chịu thôi, mình phải cõng thôi, biết làm nào. Không quan trọng, quan trọng là bảng điện. Và bây giờ thì anh Thành Trung sẽ thực hiện cái giao kèo ban đầu với mình, đó là cõng một vòng quanh sân thôi. Ok nhá. Vòng nhà là chủ nhá. Ôi, mê quá. Mê quá. Thôi coi như tập thể lực luôn. Vòng đi cho khán giả với em. Mệt không anh? Rất mệt. Cố lên, cố lên. Bỏng luôn. Rồi, ok. Dũng ơi, chụp anh kiểu ảnh đâu? Bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh nhá. Sẽ còn rất là nhiều những cái video clip thú vị trước mắt. Chào.